Đây các bạn ơi, âm ly của anh Phương ở Từ Sơn, Bắc Ninh đây. Đó, vẫn vào điện bình thường, đèn báo vẫn báo, dơ le không đóng các bạn ạ. Đó, không thấy động đậy gì cả. Rồi, đây dơ le đây các bạn này. Đấy, con này mình làm nhiều rồi, cũng chia sẻ lên YouTube nhiều rồi. Tụ to lùng rồi đây các bạn này. 15.000 mi này, 63V này. Hai cái tụ rất to. Đấy, siêu black. Biến 5 nguồn. Con này ruột khá sạch sẽ các bạn ạ. Hai cặp sò tô 2SA 679. Đó. Và 2SC 1079. Con này zin hết các bạn ạ. Đó. Đây là hai vị kích của nó này. Đấy, có hai con đèn kích sắt to này. Và tiền kích xanh đen hai cặp này. Con này nhìn là thấy zin lại các bạn ạ. Về mà nhìn qua hai vị công suất này thấy là có vẻ chưa sửa chữa gì. Đó. Bây giờ nhiệm vụ của Đức Đoàn sẽ phải kiểm tra xem là lý do tại sao không đóng le các bạn ạ. Đấy, nhìn không thấy cái hiện tượng gì là dấu vết gì là cháy đen cả, thì chắc chắn là phải đo đạc rồi. Đây nhìn luôn hai con cảm đấy các bạn ạ, chính là hai đường ra loa là trái phải đấy rồi. Đấy, bây giờ chỉ việc đo điện áp xem điện áp ra loa nó có sông có dò ra loa không thôi các bạn ạ. Nếu điện áp bằng ra loa bằng 0V thì lại phải kiểm tra cái đường dơ le các bạn ạ. Đây các bạn ơi, con này nó là đây, hai cái dây xanh này nó ghi chữ out luôn rồi các bạn này. Đó, đây đấy, dây xanh này ghi chữ output đây, output này ra đây này, chân số 3 này, cạnh cái chân tín hiệu input này các bạn này. Đấy, đây là chân input để vào vị công suất này, từ tầng tiền khuếch, tiền âm sắc này các bạn ạ. Phần âm sắc này nó khuếch đại xong này nó sẽ đưa qua volume này, âm sắc này các kiểu này, chỉnh test bass xong nó ra đây. Chính là cái dây này là dây thì input vào cái vị này. Đó, bên này thế, trái phải thì bên này là dây ao màu xanh này ra loa đây, để nó vào quân cảm thông ra dơ le đấy các bạn ạ. Đây như thế này. Đây cũng dây xanh. Đó. Bây giờ mình chỉ việc đo điện áp xem là để mình khoanh vùng xem là do công suất bị gây ra ngắt le, không đóng le, hay là do cái phần ổn áp dơ le các bạn ạ. Mình cũng đã chia sẻ nhiều về cái này rồi, cái bệnh này rồi. Để khoanh vùng các bạn ạ. Khi biết chính xác là trong hai vỉ này hỏng thì mình sẽ chữa. Đó, tức là bây giờ một trong hai vỉ này sẽ bị có vấn đề. Nhưng mà nói chung là bệnh truyền thống của con này thì là sẽ bị trong vỉ này rồi các bạn ạ. Nhưng mà mình cứ làm gì phải khoanh vùng chắc chắn các bạn ạ. Khoanh vùng chắc chắn là oanh chén thôi. Đó. Các bạn ạ. Cái con Lichmann 309V này của anh Phương ở Từ Sơn này nó có hai bệnh liền cơ. Đó. Một cái bệnh nữa là xử lý trong vi sai rồi thì điện áp không xông ra loa nữa thì lại le rất đóng rất chậm các bạn. Bật lên ngồi ngâm mấy bài thơ rồi mới nó mới đóng. Đấy, bây giờ lại xử lý tiếp cái bệnh không đóng le nữa các bạn. Khó đóng le. Không phải không đóng le mà là khó đóng le. Đấy, còn cái bệnh mà không đóng hẳn thì ngay ban đầu là không đóng hẳn. Thế trên đấy. Đấy, đôi khi nó lại dính hai bệnh một lúc cơ các bạn ạ, chứ không phải là đấy. Cũng cùng một nguyên nhân như vậy đấy, không đóng le nhưng mà lại có hai vấn đề liền. Xử lý cái phần vi sai nó không ra nữa rồi các bạn ạ. Đấy thì nó lại
thêm cái bệnh không đóng le đấy. Bây giờ mình xử lý nốt cái phần quên xử lý cái phần vi sai nó không thông đến áp ra loa nó rồi thì nó lại không khó, rất khó đóng ra này, lâu đóng chứ không phải là khó đóng. Nó đóng nhưng mà lần nào bật là sẽ đóng nhưng mà lại rất là lâu đóng các bạn ạ. Chết, hôm nay chỉ như mày cưới đâu mà là đưa bà xã đi lang thang nhiều quá, bây giờ là bắt đầu là thấm mệt rồi các bạn ạ. Đấy rồi tối nay về là ôn bài trả bài nó mệt nữa. Vẫn cứ lò mò cái con này các bạn ạ. Đấy, xử lý các kiểu đấy, vừa là vi sai vừa là đóng lại chậm. Này, chân nó dài phải cắt sát ngắn vào các bạn ạ. Đó. Sau đó nó mới xử lý cái vụ vệ sinh thực. Làm xong thì oánh sạch mạch cho các bạn. Đêm hôm làm việc nó nhỏ nhỏ cho hàng xóm nó ngủ các bạn ạ. Được cái cửa hàng của Đức Đoàn này ngay mặt đường nhưng mà buổi tối muộn vẫn có xe đi lại các bạn ạ. Bên cạnh nhà hàng xóm thì có hàng tẩm quất, khách ra khách vào tấp nập. Đấy, cô lao công vẫn cứ đi ngoài đường kìa, vui nhộn phết. Anh em mình làm mình cũng cảm thấy đỡ bị cô đơn các bạn ạ. Đấy, em ly 940V này là Luchman này. À quên, Luchman 309V các bạn ạ. Nhầm sang đời nông 940V, chết rồi. Sữa nhiều quá, bạn đào pháp. Đấy là nó muốn nhất là cái vỉ ra làm là phải tháo hết sò ra các bạn ạ. Đó. Thế nên là Đức Đoàn có chia sẻ như này để các bạn thấy là nhấc sò ra là không vấn đề gì đâu, tại vì cái này nó chỉ là cắm thôi. Đó, quan trọng là rút ra rồi thì nhớ cắm vào đúng lỗ thôi. Đấy, mà cắm giả đúng cái zin của nó vào thôi. Đây 2SA679 đó, 2SC1079 sò Toshiba chữ đỏ đó. Thậm chí là nó có cả dưới luôn, ký hiệu luôn này các bạn này. Đấy, Y này, 6B này. Đấy, Y6C này. Ok, là cứ thế lắp đúng vào chứ đừng có sai là được. Các bạn ạ, con 309V này của anh Phương ở Từ Sơn sửa xong cái bệnh le kia không đóng rồi, đóng rồi bây giờ lại mất một vế ở phần trên các bạn ạ. Đấy, mất một vế thì là mình phải loại trừ ra thì nó là bị ở phần trên. Mình cắm thẳng vào cái đường này đây, rút cầu chữ U ra các bạn ơi. Đó, đấy, rút cầu chữ U ra cắm ở đây thì kêu hết các bạn ạ. Đấy, kêu cả hai vế con này. Đấy, we'll be right back.
như thế là có thể các bạn ạ, rút ra cắm thẳng vào đây mà và kêu rồi đấy. Đây phần main in này vào đây là kêu rồi, là chứng tỏ là phần công suất này tốt lắm rồi đấy, le và công suất đóng tốt rồi, nhưng mà phần trên lại phần trên âm sắc lại mất một vế đấy, lại xử lý nốt các bạn, mất một vế nữa. Con này nó 379 của anh Phương Từ Sơn này đúng không? Nó mới vậy một lúc các bạn ạ. Đầu tiên là không đóng le. Đấy. Sửa cái mạch bị sai công suất, nó bị dò đến áp ra. Thì lại đếm nữa đến 50 mới đóng le các bạn ạ. Đó. Cả phút luôn. Đấy. Sau đó lại chữa được cái bệnh đóng le chuẩn rồi thì lại mất một vế trên phần âm sắc. Ê chứ này, có thể là anh để lâu quá rồi, biết anh có dùng thường xuyên không mà thấy nó tự nhiên nó ra lắm bệnh thật đấy. Thế nên là làm kỹ đấy các bạn. Mà này là ngon hẳn rồi đấy. Các bạn ơi, âm ly Luchman L309V của anh Phương ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Đó, đã xong rồi. Con này đúng là có mấy bệnh điểm lúc các bạn ạ. Không đóng le. Và sửa xong vi sai thì đóng le rồi thì lại lâu đóng le. Đấy. Có những cái cần nhanh nhanh chút thì lại lâu quá. Đấy. Sau đó là chữa hết cái bệnh lâu đóng le thì lại mất một vế ở trên phần âm sắc các bạn ạ. Đó. Mình đợt này nó nhiều việc quá nên mình không quay được chi tiết lắm. Đấy, mình quay để qua các vấn đề bệnh của nó thôi. Bình thường con này sẽ là đếm là 3 2 1 3 2 1 Đó. 6 lần là đóng, khoảng 6-7 lần là đến 9-10 là cùng rồi các bạn ạ. Nhưng còn có con này, lúc đầu tiên của con này đếm 60 còn chưa đóng cơ. Thế chứ này, ngồi ngâm hết mấy bài thơ để nó mới đóng đấy. Đấy, như thế này là hợp lý đây. Đúng của nó như vậy. Đếm từ khoảng tầm 8-10, đấy, là phải đóng rồi. Đầu vào này. Đó. Ngon lành. Âm sắc này. Âm sắc này. Để quay về. Chiếc tem mono này. Ngon lành nha các bạn. Các bạn ơi, video mình chia sẻ với con Luchman L309V của anh Phương ở Từ Sơn, Bắc Ninh đến đây đã xong rồi. Xin được kính chúc cho các bạn một năm mới đón xuân 2024 thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.
và luôn luôn thành công trong mọi lĩnh vực. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin chào. Chưa xong con này rồi thì có anh khách anh mang con da ua đây nữa các bạn. Đấy, da ua kìa. Da ua 2/3 Komi. Anh đang bảo bị hỏng phần echo. Đấy, anh này anh đam mê hát lắm. Vâng, em chào anh nhá. Vâng. Đây các bạn ơi. Để đồng hồ trước tiên là mình cứ để hẳn 50V một chiều đi. Đó. Cắm điện 100V vào, sau đó bật lên con này chạy 100V các bạn. Đấy, đèn lên bình thường này, không đóng dây le này. Bình thường đếm là đồng hồ đếm ngược là sẽ nổ bộp cái ra là dây le nó đóng các bạn ạ. Nhưng mà em ly này, ly đòn chả thấy gì cả. Đó, im như là thóc luôn. Thì bây giờ mình sẽ đo hai cái dây màu xanh này là dây output này, đường ra loa thôi các bạn ạ. Dây này chính nó vào cái cuộn cảm, hai cuộn cảm để ra loa. Thì mình để luôn một que ra phần mát cho các bạn, mát vỏ của âm ly này này. Đấy. Tìm chỗ nào cái mát nó đẹp đẹp đấy, nó mát mẻ tí thì mình đấy. Mình đặt đồng hồ vào thôi, xong mình đo. Đo luôn vào cái vế dưới trước này, trái trước này. Đó, 0V, không thấy nhúc nhích gì này. Giảm xuống thang 10V cho nó chính xác này. Vẫn không thấy gì các bạn ạ. Ok. Đến cái đường kênh thứ nhất không sao, trái không sao, phải này. Ôi, con này có vấn đề các bạn ạ. Đấy, bắt đầu điện áp. Đấy, đỏ vừa que ra. Nó hơi bị âm và xuống đồng hồ xuống các bạn. 50V lên ít thì bị tròn xuống 10V cho chính xác các bạn ạ. 10V một chiều đo này. Đấy, con này có vấn đề này. Đây, đây dưới là không sao này, ok này. 0V này. Trên này. Đấy. Con này bị dò mất hơn 1V ra loa các bạn ạ. Đấy. Nguyên nhân chính đây là không đóng dây le là như vậy. Đấy. Như thế này là chứng tỏ là hỏng bên này rồi, trong cái vỉ công suất rồi. Xin chào các bạn. Đức Đoàn buổi tối hôm nay mới lại tiếp tục làm việc để xử lý các em ly cho các tình yêu. Buổi sáng hôm nay thì nghỉ mất gần một ngày các bạn ạ. Đưa bà xã với hai đứa con gái đi chơi. Để mình cũng chia sẻ với các bạn, để các bạn, tại vì các bạn chúc mừng mình nhiều trên YouTube rồi, mình có đăng ảnh lên. Rất cảm ơn tình cảm của các bạn đã chúc mừng hạnh phúc cho Đức Đoàn. Đức Đoàn hôm nay là kỷ niệm 20 năm ngày cưới các bạn ạ. Đó, 20 năm bị trong vòng xiềng xích. Đó. Nhưng mà vẫn vui các bạn ạ, cười suốt. Thành ra là cũng chưa muốn thoát khỏi cái xiềng xích này. Nên là chắc là sẽ còn vào trong vòng xiềng xích này dài dài các bạn ạ.